Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào anh trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào kết nối tư vấn điện thoại lần này, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại giá siêu rẻ của Xiaomi lại còn có cả kháng nước kháng bụi chuẩn IP68 thì bạn có thể tham khảo qua chiếc điện thoại Redmi Note 10 GE 5G. GE là viết tắt của Japan Edition, nghĩa là cái phiên bản đặc biệt dành cho thị trường Nhật Bản. Và cái sổ này thì sẽ có một số các ưu điểm. Thứ nhất đấy là thị trường Nhật thì bạn cũng biết rồi đấy, nó sẽ có kháng nước kháng bụi, đấy là IP68, rất thoải mái đúng không nào. Chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình Full HD cộng, tần số quét là 90Hz đấy. Còn chip thì là chip 480, thì ở trong tầm giá dưới 3 triệu thì như thế này là cũng ok rồi. Và đặc biệt là con chip này có 5G, RAM ROM thì cũng ở mức độ cơ bản ở trong tầm giá này. Đây là RAM 4, bộ trong 64, pin thì là 4800. Và nếu mà bạn hỏi là nhược điểm của sản này là gì thì hơi đáng tiếc, đầu tiên là nó không có camera góc rộng, và đối với cả một cái sản phẩm của thị trường Nhật ấy, thì nhược điểm là nó sẽ chỉ có một SIM thôi. Đấy, thì anh em cũng cần phải chú ý cái điều này. Đấy, còn khi các bạn mua hàng cái sổ này tại Dượng Thông Minh ấy, thì nếu mà các bạn đến cửa hàng các bạn nói là tôi mua hàng qua kênh Dương Dê thì các bạn sẽ được bảo hành 18 tháng nhé. Và chúng ta sẽ được giảm thêm 100.000 đồng nếu như chúng ta là học sinh sinh viên. Đấy, đại loại là bây giờ giảm 100.000 còn nó 2.690 thì mình nghĩ nó cũng khá ổn rồi. Đấy, thì tất cả thông tin mình để phía dưới rồi. Rồi, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Tâm Nguyễn, bạn hỏi là: anh ơi, hiện tại em đang có 15 triệu đổ lại và phân vân không biết nên mua máy nào ổn, mong anh tư vấn. Em quan tâm là màn đẹp, độ sáng cao, có tiếng Việt, hiệu năng tốt, pin trâu, sạc nhanh một xíu, nhiệt độ sạc nhanh thì nhiệt độ chắc là nhiệt độ mát ấy, dùng tầm khoảng 3-4 năm. Em dùng làm máy chính luôn, mong anh tư vấn. Em cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Thế thì với cái yêu cầu này của bạn ấy thì mình thấy là 15 triệu thì chúng ta cũng sẽ có một số những sự lựa chọn. Đấy là thứ nhất, đấy là Samsung Galaxy S23. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta có thể lựa chọn iPhone, thì chúng ta sẽ có iPhone 12 thôi, chứ chưa lựa chọn được iPhone 13 đâu. Đấy, còn chúng ta cũng sẽ có thể lựa chọn thêm một cái sản phẩm nữa, đấy là OnePlus 11. Thế thì nếu mà iPhone 12 thì mình nghĩ là về mặt trải nghiệm thì nó sẽ không thể bằng được hai cái sản phẩm kia, không thể bằng được OnePlus 11 với cả không thể bằng được S23. Thế thì giữa S23 với cả OnePlus 11 ấy, thì mình thấy là OnePlus 11 nó có nhiều cái giá trị sử dụng tốt hơn. Tuy nhiên là S23 thì nó lại được cái thương hiệu. Đấy, thì không biết là các bạn sẽ ưu tiên cái nào. Nhưng mà mình thấy là nếu bây giờ các bạn lựa chọn OnePlus 11 ấy, thì chúng ta sẽ có một cái chiếc điện thoại màn hình đẹp nhất ở trong ba cái chiếc điện thoại đấy. Độ sáng nó cũng khá cao. Hiển nhiên với một sản hàng chính hãng thì nó sẽ có tiếng Việt rồi. Hiệu năng của nó cũng rất là tốt, chứ 8 Gen 2 cơ mà đúng không nào. Pin cũng ở mức độ đủ trâu, và đặc biệt nữa là sạc của nó siêu siêu nhanh, sạc 100W. Đấy, và có thể dùng được khoảng 3-4 năm. Chứ còn nếu mà bạn mua S23 thì sạc của nó không phải là quá nhanh, đúng không nào. Pin của nó thì cũng không phải là quá trâu. Đấy. Rồi là hiệu năng của nó thì lại bị bóp, đúng không nào. Vậy mình nghĩ là nếu mà 15 triệu mà ổn nhất thì mình nghĩ là OnePlus 11. Còn tất nhiên hàng cũ thì nó cũng sẽ có rất là nhiều, nó cũng sẽ vô vàn lắm. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không tư vấn hàng cũ ở đây. Bởi vì là đã có đủ tiền lên tới mức 15 triệu này rồi thì cũng có thể chúng ta cân nhắc là mua những cái sản hàng mới tinh. Còn nếu mà mua hàng cũ đi thì tầm 15 triệu chúng ta có thể mua được iPhone 12 Pro Max rồi. Nó cũng đáp ứng được khá là nhiều các yêu cầu của bạn ở đây đấy. iPhone 12 Pro Max có màn đẹp, mặc dù tần số quét không phải quá cao, độ sáng tốt, hiển nhiên có tiếng Việt rồi. Hiệu năng của 12 Pro Max bây giờ vẫn còn rất tốt. Pin thì không phải trâu nhưng ở mức độ đủ dùng. Sạc thì cũng không phải là quá nhanh đâu. Đấy. Nhưng mà nó có thể đáp ứng được 3-4 năm là chắc chắn. Đấy. Thì có thể là iPhone 12 Pro Max hàng cũ. Nhưng mà mình cũng đã nói là 15 triệu rồi, thì có tiền mua hàng mới thì chúng ta có thể mua hàng mới chứ. Đúng không nào? Còn tiếp tục nữa nào. Nếu mà chúng ta muốn mua những cái sản phẩm điện thoại theo cái hướng là độc lạ đi, thì chúng ta có thể cân nhắc mua Oppo Find N2 Flip. Sau khi đã trừ đi hết quà thì giá nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 15 triệu thôi. Đây cũng là một chiếc điện thoại có màn hình đẹp, độ sáng cao, có tiếng Việt, hiệu năng đủ tốt. Pin thì không phải là trâu, nhưng vấn đề là nó là cái chiếc điện thoại màn hình gập pin tốt nhất rồi. Và nó có sạc nhanh, nhiệt độ cũng ổn, dùng 3-4 năm mình nghĩ là được đấy. Đấy. Các bạn yên tâm, không sợ màn hình gập là dùng 3-4 năm sợ hỏng màn hình cái thứ đâu. Bởi vì ngày xưa cái thời điểm đầu lúc mà những cái điện thoại có cái camera thò thụt này, chúng ta cứ nghĩ là dùng được vài bữa nửa tháng nó hỏng. Nhưng mà đến mình bây giờ mình dùng 4 năm rồi nó cũng chả hỏng, nên mình nghĩ là không vấn đề gì đâu. Cứ đón nhận công nghệ mới đi. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc nhá. Rồi,
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Free Fire. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, cho em hỏi là nên mua iPhone 13 Pro hay là cố lên 13 Pro Max? Em đang phân vân về giá và hai máy này thì máy nào dễ bị lỗi màn hình hơn. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì bạn Đặng Vũ có comment đấy là 13 Pro Max dễ lỗi hơn. Không phải đâu. Mình nghĩ là vì cái số lượng cái 13 Pro Max nó bán ra nó nhiều hơn, nên thành ra là chúng ta cảm thấy là cái lỗi màn hình ở trên 13 Pro Max nó nhiều thế thôi. Chứ còn về tỷ lệ phần trăm mình nghĩ là chẳng như nhau cả thôi, nên không phải quá lăn tăn vấn đề như này. Rồi, thế còn từ 13 Pro mà cố lên 13 Pro Max ấy, thì bạn sẽ được một cái chiếc điện thoại với một cái màn hình lớn hơn, với cả một cái chiếc điện thoại với viên pin trâu hơn. Đấy, thì bạn cũng cần phải cân nhắc thật kỹ, xem là cái điện thoại mà bạn đang dùng bây giờ ấy, thứ nhất đấy là cái màn hình của nó là bao nhiêu, và bạn dùng cái màn hình đó nó có bị khó chịu hay không. Đấy là cái nhất, đúng không nào? Ví dụ bây giờ màn hình cái chiếc điện thoại đó của bạn là tầm khoảng 6,2 inch đi mà bạn vẫn cảm thấy không thoải mái, thì rõ ràng là bạn mua một chiếc điện thoại màn hình 6,1 inch như ở 13 Pro thì bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ bí bách như thế nào, đúng không nào? Đấy, ví dụ thế. Hay là bạn lại cảm thấy rằng là bạn đang sử dụng một cái chiếc điện thoại kiểu như cái chiếc điện thoại này của mình đi, màn hình nó lớn hơn 6,5 inch, bạn cảm thấy là ui giời, như thế này đã là to lắm rồi, thì bạn cầm 13 Pro Max bạn sẽ còn cảm thấy cái to nữa, thì bạn có cảm thấy khó chịu hay không, đúng không nào? Hay là ví dụ bây giờ bạn đang sử dụng một cái chiếc điện thoại Android đi, pin cỡ tầm khoảng 4,500-5,000, bạn đã cảm thấy nó yếu lắm rồi, thế thì sử dụng xong iPhone 13 Pro pin còn yếu hơn nữa, thì bạn có chấp nhận được hay không? Đấy, thì hãy xem chính cái chiếc điện thoại mà bạn đang dùng bây giờ nó phục vụ bạn như thế nào, thì lúc đấy bạn sẽ suy ra được là cái nhu cầu sử dụng của bạn như thế nào, và sau khi chúng ta có được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định chọn mua nó dễ dàng hơn, đúng không nào? Ví dụ như với bản thân mình chẳng hạn, mình chỉ thích điện thoại màn hình nó nhỏ bé để cho nó dễ dàng cầm nắm, bởi vì là nếu bây giờ mà mình muốn giải trí thì mình xem trên iPad, hoặc là thậm chí mình xem trên MacBook và TV, chứ mình cũng không nhiều khi giải trí ở trên điện thoại đấy, nên thành ra là mình cứ ưu tiên điện thoại màn hình bé cho nó dễ dàng cầm nắm thôi, thì mình có thể lựa chọn 13 Pro. Nhưng mà có những bạn này, khi bạn bảo là tôi chả bao giờ tôi xem phim ở trên TV, cũng chả bao giờ xem phim ở trên MacBook hay là iPad, tôi chỉ có xem trên điện thoại thôi, thì rõ ràng là 13 Pro Max sẽ hợp lý hơn. Đấy, thì quan trọng nhất vẫn là nhu cầu của chúng ta là gì nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Nguyễn. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, em có một điều thắc mắc là tại sao con Galaxy A52s 5G dùng chip Snapdragon 778 5G năm 2021 mà bây giờ A54 hiệu năng không bằng A73, thì cùng con chip đó liệu Samsung Galaxy A52s có phải là khó bán và gây khó hiểu cho người mua vì 3 năm rồi không thay đổi hiệu năng quá nhiều? Liệu các máy mới tầm trung bây giờ có đáng mua hơn A52s cũ hay không? Một câu hỏi rất là thú vị. Thế thì thực sự là mình qua cái câu hỏi này các bạn thì mình thấy là đúng là 3 năm nay là Samsung không có quá nhiều thay đổi ở cái dòng A, đặc biệt là dòng A5 mấy đấy, đúng không nào? Từ A52s cho đến bây giờ là A54 không có thay đổi nhiều. Nếu mà so Samsung Galaxy A54 với cả Galaxy A52s nhé, thì cái form thiết kế có thể khác đi một chút xíu, nhưng mà cái đó nó không quá quan trọng đối với mình. Kháng nước kháng bụi thì vẫn vậy, cũng đều là IP67 cả. Màn hình thì bé hơn, chứ còn về tấm nền, tần số quét các thứ thì cũng chẳng thay đổi mấy, có chăng độ sáng hơn một chút xíu. Về phần hiệu năng thì thậm chí là mình còn thích chip 778 hơn là chip Exynos đấy, thật đấy. Đấy. Còn về camera thì cũng thay đổi một chút xíu ở cái camera chính, chứ còn những cái camera bổ trợ thì vẫn như vậy, cũng không khác biệt gì nhiều. Và pin thì tất nhiên rồi, pin sẽ có phần tốt hơn rồi, pin tốt hơn hẳn luôn đấy. Đấy, thì cái A52s mình nghĩ là cái sự chênh lệch lớn nhất giữa A52s và A54 mà bạn có thể cảm nhận được thấy đấy là cái về phần pin thôi. Nhưng mà đúng là mình đánh giá là A52s là một cái chiếc điện thoại đáng mua. Các bạn có thể xem lại các video trước mà mình làm về A52s, mình đã khen cái sản này như nào. Còn A54 nhá, thì năm nay mình cũng phân tích là A54 là một cái chiếc điện thoại mà mình sẽ không mua. Nếu mà nói là nó không đáng mua thì cũng hơi quá cho nó, nhưng mà rõ ràng là nếu mà với bản thân mình thì mình sẽ phân tích như này này: A54 mà ngang giá với A73 mình sẽ mua A73. Mình có một video phân tích rất là kỹ rồi, bạn có thể xem qua. Còn nếu mà muốn mua những cái trải nghiệm nó không khác biệt mấy so với cả Galaxy A54 thì mình thà mua Galaxy A34 còn hơn. Mà bởi vì A34 rẻ hơn A54 rất nhiều. Nên là năm nay khuyên các bạn là không nên mua Galaxy A54. Đấy. Thì đấy là với bản thân mình đấy nhá. Còn có thể các bạn sẽ cảm thấy ok thì các bạn có thể mua thôi, nhưng mà đúng là 3 năm mà không thay đổi mấy này thì đúng thật là rất là thất vọng. Nhưng mà Galaxy A34 thì khác nha, các bạn có thể xem lại những cái sở
Galaxy A3 những cái dòng lần trước ấy, thì sẽ thấy là A34 nó thay đổi nhiều như nào, nhưng mà A54 thì không. Cá nhân mình sẽ không mua dòng này. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn khó đọc tên. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, em đang có tài chính khoảng 30 triệu đổ xuống, đang dự định mua 14 Pro Max 256GB dùng lâu dài hay không, có nên hay không, hay là đợi iPhone 15? Và theo anh thì 15 Ultra chênh lệch mức giá so với 14 Pro Max có nhiều hay không? Mong anh trả lời. Rồi, thế thì với cái câu hỏi này các bạn ấy, thì đầu tiên là chúng ta cũng chưa biết được là 15 Ultra là cái liệu nó có hay không. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa đấy là mình thì luôn luôn quan điểm đấy là mình sẽ không bao giờ chờ đợi những cái gì mà mình chưa biết là nó như thế nào. Đấy, tuy nhiên là cái thời điểm này là cái thời điểm mà cũng gần tháng 5 rồi, thì đến tháng 9 cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì sẽ có iPhone mới. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn đã có cái tâm lý chờ đợi như này rồi thì cứ chờ đợi iPhone mới ra mắt để xem là nó có cải thiện gì, xong xem giá bán nó là như thế nào, rồi lúc đấy quyết định lựa chọn sau cũng được. Còn nếu mà cảm thấy nó không phù hợp nữa thì bạn đợi đến iPhone 16, đúng nào? Đấy, thì đại loại là nếu mà chúng ta đã có cái tâm lý là sẵn sàng chờ đợi thì mình nghĩ là cứ chờ đến cái điện thoại nào mà nó phù hợp với cả chúng ta nhất thì chúng ta mua. Còn ví dụ như bây giờ bạn đang dự định mua 14 Pro Max nhưng mà bạn vẫn lăn tăn như này, có nghĩa là 14 Pro Max nó sẽ có một cái điểm gì đấy khiến bạn lăn tăn, bạn không dám mua, chứ còn đã có 30 triệu rồi thì lăn tăn cái gì, đúng không nào? Đấy, với mình thì mình sẽ mua, còn có thể là ví dụ với bạn chúng ta hay có cái tâm lý chờ đợi thì mình nghĩ là không nên mua, cứ đợi iPhone 15 ra mắt đã rồi lúc đấy tính sau, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa đang bập bênh. Bạn đã hỏi là: anh Dương Dê cho hỏi là 6 triệu rưỡi thì mua được con nào chip ngon, RAM 256GB mà em cũng sắp lên cấp 3 rồi, em cần có máy ổn, mong anh gợi ý, chúc anh một ngày tốt lành. Rồi, cảm ơn bạn. Thế thì cái này thì cũng khá đơn giản thôi. Bạn có thể cân nhắc mua Realme Q5 Pro. Đấy, rất đơn giản, chốt nhanh thôi. Đây là một chiếc điện thoại không cần phải đến 6 triệu rưỡi đâu. 6 triệu đã có thể mua được phiên bản bộ trong 256GB rồi. Đấy, ngoài ra nữa thì có sạc 80W, pin 5000, có loa ngoài là loa kép, có vân tay bên trong màn hình thì là AMOLED 120Hz, các thứ. Và mình nghĩ là đây là sản gọi là đáng mua nhất ở trong tầm giá này đấy. Rồi, và như vậy là cỏi của Dũng là cỏi cuối cùng, kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.